Vâng, hello chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục có nguồn tin mới nhất rồi, nên là hôm nay em tiếp tục ra cái nơi mà rất là quen thuộc như thế này để quay cho tất cả mọi người xem về cái thông tin mới nhất vụ án dì ghẻ bạo hành Vân Nam 8 tuổi. Hôm nay thì gia đình dì ghẻ lại tiếp tục có một cái thông tin chấn động là đứng lên để ủng hộ người dân, ủng hộ chúng ta để thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái. Thì cái sự việc này nó không có gì là lạ cả, bởi vì ủng hộ luật sư, ủng hộ người dân là để thay đổi tội danh của Thái thì chỉ để tội của Trang giảm nhẹ đi thôi. Và gia đình của Trang đồng thời cũng làm một cái đơn kiện là để kiện gia đình của Thái là tại sao bên ông bà nội, bên gia đình của Thái thì tra tấn bạo hành Vân An như vậy mà lại không bị cái tội là giết người, mà chỉ bị cái mức là hành hạ với lại che giấu tội phạm. Và ông bà nội thì lại không bị cái tội liên quan là bao che che giấu, mà con Trang thì lại bị cái mức gọi là khởi tố vì cái tội giết người và hành hạ trẻ em. Đó, thì bây giờ chúng ta phải nói rằng là nó lại đang bước sang một giai đoạn khác rồi. Bên gia đình con Trang đã gọi là ủng hộ người dân là phải kiến nghị thay đổi tội danh của Thái, bởi vì gia đình con Trang bây giờ chắc chắn rằng là đã biết cái vấn đề là con của họ không thể nào thoát cái án tử, nên là muốn kéo theo thằng Thái đi theo. Bởi vì là chúng ta đã biết là trong cái vụ án này thì không thể nào mà gia đình nào mà gọi là chịu thua cả quý vị. Bên nào cũng gọi là mạnh hết. Đó, gia đình con Trang bây giờ đang ủng hộ là thay đổi tội danh của Thái, và gia đình nó là nói là sẽ làm cái đơn khởi kiện là tại sao bên chị của Thái rồi bố mẹ của Thái là người biết sự việc này nhưng mà lại không tố cáo, mà lại không bị xử lý. Mà tại sao vụ án này hiện tại bên gia đình Thái lại nói rằng là bây giờ thì vẫn đang đợi kết quả, mà gia đình của con Trang thì lại bảo là tại sao bằng chứng đã có rồi mà lại không đưa ra kết quả mới nhất là thay đổi tội danh của Thái, mà lại phải giám định nữa quý vị. Bây giờ gia đình của con Trang nó còn nóng lòng hơn cả người dân cơ. Bởi vì sao? Gia đình nó đã biết là con của họ là không thể nào thoát cái mức án cao nhất, nhưng mà cái mức mà bây giờ gọi là cách duy nhất để cứu con là khai càng nhiều càng tốt, và khai ra càng nhiều người thân thằng Thái càng tốt, và khai thằng Thái nó đánh nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Chỉ vì khai ra như vậy là nó giống như là thành khẩn khai báo, với lại là không có che giấu, và là khai ra thêm những cái người giúp sức che giấu cho lại cái vấn đề đây là bạo hành Vân An. Đó, đây là em nói với tất cả quý vị rằng là bây giờ sẽ tiếp tục có một kịch hay rồi. Con Trang nó làm như vậy là đúng quý vị. Bởi vì sao? Con Trang mà nó càng giấu thì tội nó lại càng nặng. Bởi vì bây giờ chúng ta đã biết rồi, nếu như mà con Trang mà nó mà càng giữ cho bản thân mình, nó không khai ra thì thằng Thái cũng sẽ thoát tội. Mà thằng Thái thoát tội thì chả có liên quan gì quý vị. Lúc đầu thì gọi là tình yêu ha, tình yêu tình tứ. Chứ bây giờ cái lúc mà giai đoạn sinh tử rồi, ai cũng lo cái mạng sống cho mình hết. Quý vị thấy không? Làm gì có chuyện mà còn yêu đương ở đây nữa, đúng không? Nên là vấn đề ở đây là đã khai hết. Con Trang hiện tại đã khai hết là thằng Thái đã đánh bao nhiêu lần, đã gọi là cổ vũ như thế nào, và không có cái mức gọi là can ngăn. Và gia đình của con Trang hiện tại cũng đang rất là mạnh mẽ quý vị ạ, đang làm cái đơn kiện gia đình của bên thằng Thái, chứng tỏ là bên thằng Thái hiện tại nhận được rất nhiều cái đơn kiện quý vị nhá, từ gia đình của Vân An, từ gia đình của con dì ghẻ đó, đến những cái người gọi là chúng ta đã biết rằng là trong cuộc họ vẫn ủng hộ cái việc này là phải thay đổi tội danh của Thái, bởi vì chỉ có như vậy thì mới cứu được con Trang. Trong cái video buổi sáng ngày hôm nay em đã cập nhật ấy, thì gia đình của thằng Thái á, bây giờ gọi là đang gọi là giật tít người lên sợ. Bởi vì sợ làm sao? Đang trong cái giai đoạn mà gọi là giám định thương tích, đây là cái giai đoạn rất là quan trọng. Mà bây giờ quý vị thử nghĩ xem đi, nhiều người đã bỏ cuộc rồi, nhiều người hiện tại đã không còn tin nữa. Nhiều người bảo là tại sao bằng chứng đã có rồi mà tại sao lại vẫn chưa đưa cái mức xét xử cuối cùng. Gia đình của con Trang cũng như vậy, cũng nói là phải thay đổi tội danh với thằng Thái, bởi vì là chúng tôi không thể để con tôi chịu một mình, với lại là con của tôi làm tất cả những cái việc này là do thằng Thái xui khiến. Đó, bây giờ em nói tất cả quý vị nha, tại sao vụ án này lại trình trệ lâu như vậy? Con Trang mà khai ra càng nhiều ấy thì cái vụ án này nó càng dài, thì chứng tỏ là khi con Trang khai ra như vậy thì nó sẽ gọi là thằng Thái gia đình sẽ bất lợi. Đó, bây giờ thì gia đình con Trang ấy cảm thấy rằng là cái mức cứu con duy nhất là phải thay đổi tội danh đối với Thái. Mà bây giờ quý vị thử nghĩ xem đi, bây giờ nếu như mà thằng Thái mà bị cái mức gọi là chung thân và tử hình thì con Trang thì nó sẽ gọi là thoát được cái mức án nhẹ hơn. Còn nếu như mà cái tội của con Trang càng nặng thì thằng Thái nó sẽ càng nhẹ. Nên là trong cái vụ án này quý vị thử nghĩ xem đi ha, tất cả chúng ta hiện tại đều là mong muốn cái thông tin là thay đổi tội danh đối với Thái ha. Và cái thông tin mà chúng ta đã biết rằng là trong cái vụ án này á, thì con dì ghẻ nó bị hai cái mức gọi là khởi tố về cái tội là giết người và hành hạ người khác ấy, thì nó đã quá rõ ràng rồi. Nhưng mà thằng Thái thì hiện tại chúng ta đã biết là lại chưa bị thay đổi tội danh và đã trải qua hơn 30 ngày rồi. Thì trong cái thông tin mới á, thì giờ sau một tháng ha thì sẽ hoàn tất cái thủ tục để thay đổi tội danh cũng như là giám định thương tích. Mà bây giờ chúng ta đã biết rồi, hơn một tháng là chưa thông tin gì. Gia đình của hai bên đó thì bây giờ đang gọi là chạy trọt tất cả mọi cách, nhưng mà cứu làm sao được quý vị. Em nói với tất cả mọi người rồi,
Bây giờ cơ quan chức năng họ sẽ làm rõ những cái động cơ, ví dụ như là giành giật cái quyền nuôi cháu với mục đích gì. Ông bà khai là giành giật để gọi là cho cháu cuộc sống tốt hơn, nhưng kết thúc lại không phải như vậy, để hành hạ, để tra tấn, để bạo hành. Rồi tiếp tục nữa là tại sao ông bà nội biết cháu bị bạo hành mà lại không lên án? Thì ông bà nội cũng có khai rằng là chúng tôi chỉ nghĩ là nó dạy cháu nó một cái cách bình thường thôi. Dạy một cách bình thường mà bầm dập hết người, bầm dập hết tay chân mà lại nói là dạy dỗ cách bình thường, quý vị thấy không? Nên là trong cái vụ án này em thấy tất cả mọi người nhá, là nó có cái sự bao che rất là rõ ràng. Chắc chắn là bên gia đình thằng Thái phải bị xử lý. Bởi vì nếu như không bị xử lý thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là không thể nào mà chấp nhận được, đúng không? Trong một cái vụ án mà nó xảy ra hơn 8 tháng rồi mà những người bị hại lại là những người yếu thế, mà chúng ta đã biết rằng là trong một cái vụ án nó nghiêm trọng như thế này, không xử lý nghiêm thì làm sao mà có thể nó là cho người ta tin tưởng được. Mà bây giờ thì cái quá trình mà giám định pháp y thì nó sẽ phải gọi là diễn ra trong vòng 1 tháng, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có cái thời gian cụ thể nào hết. Em cũng nói cho tất cả mọi người thôi là cái nguồn tin cập nhật về liên tục, nhưng mà chỉ đợi một cái gọi là thay đổi tội danh đối với Thái thì chúng ta mới yên tâm. Trong tất cả những cái vụ án mà từ trước đến nay thì cái vụ án này có thể nói là diễn ra lâu nhất mà khi đã có bằng chứng rồi, quý vị biết không? Có nghĩa là thường thường những cái vụ án kia thì nó chỉ giải quyết trong vòng có mấy tháng trời à, xử lý nghiêm rồi, có lời khai rồi. Nhưng mà cái vụ án của con Trang gì ghẻ này thì đã xảy ra 7 tháng rồi mà chưa có kết quả, quý vị thấy không? Nhiều người nói là có khi nào bị chìm hay không, thì em nói với tất cả mọi người nhá, vụ án này không thể nào chìm được đâu. Bởi vì đây là một vụ án điểm, nó là một vụ án điểm, với lại là một cái vụ án mà gây bức xúc trong dư luận, nó quá tàn ác. Chưa có một cái vụ án nào mà khiến người ta phải rơi nước mắt, phải khóc như vậy cả, từ trước đến nay luôn quý vị. Nhưng mà trong cái vụ án này, quý vị thử nhìn xem đi, hàng ngàn, hàng triệu người đã rơi nước mắt. Bởi vì không phải là họ rơi nước mắt bởi vì là họ là người thương, người thân trong gia đình đâu, họ chỉ là những người rưng nước lã. Em nói với tất cả mọi người nhé, khi em đi làm những thông tin như vậy này, em không có nhận được một cái lợi nhuận nào cả, em vẫn phải đi, em phải cập nhật thông tin để làm gì? Để góp một cái tiếng nói của bản thân mình này, dòm làm cho thay đổi cái xã hội, làm cho thay đổi một cái số người gọi là ác độc như vậy phải bị xử lý nghiêm. Quý vị thử nhìn đi, gia đình của thằng Thái là người có tiền, gia đình con Trang là người có tiền. Nếu chúng ta không lên án thì nó sẽ bị chìm xuống, ai sẽ là người giúp đỡ đây? Bây giờ ấy là thằng Thái nha, nó phải bị thay đổi tội danh thì hai bên gia đình này này ha, nó sẽ bây giờ nó sẽ xảy ra một cuộc chiến, quý vị ạ, đấu đá lẫn nhau. Càng kiện nhau thì chúng ta ở ngoài xem càng có lợi. Bởi vì sao? Nó càng kiện nhau thì nó lại càng khai nhau ra, khai nhau ra thì nó đi cả lũ, quý vị ạ. Em đang mong nhất, quý vị ạ, là bên gia đình thằng Thái phải có người bị cái khởi tố thêm cái tội che giấu. Không thể nào lại không bị tội che giấu đâu quý vị. Biết là cháu bị bạo hành mà lại không khai báo, không có lên tiếng. Không lên tiếng ở đây là để gọi là bảo vệ cho cháu mình, hay là không tố cáo. Đây là một hành vi bao che rồi. Và ông nội lại là người biết rất là rõ về cái việc là cháu mình bị chết lý do nào, nhưng mà ông nội lại khai là cháu bị sặc sữa. Mà trong khi đó cháu có được uống hộp sữa ở đâu quý vị? Không được ăn được uống hộp sữa nào, nhưng mà lại đi khai ra là cháu bị sặc sữa, rồi là cháu được uống ăn uống thế này ăn uống thế kia, quý vị thấy không? Nó nhục không? Mình không hiểu là một cái người gọi là ông bà nội kiểu gì nhưng mà lại ác độc như vậy. Mà mình phải trách với tất cả mọi người nhà, trách cả dòng họ nhà thằng Thái ấy, nó là ác độc như vậy thì nó mới có cái chuyện là thằng Thái nó ác như vậy chứ quý vị. Nếu như thằng Thái mà nó ác mà bố mẹ nó là người ngăn cản thì không bao giờ xảy ra một hành trình, một cái cuộc dài như vậy đâu quý vị, đúng không? Trong cái vụ án này cái người đáng trách là mình trách cả thằng Thái và con Trang, cả gia đình bên nội đó. Vân An, em mong tất cả mọi người là sẽ phải lên án mạnh mẽ, phải xử lý nghiêm. Bởi vì nếu như mà thằng Thái vụ này mà thoát được tội thì em nói với tất cả mọi người rất là bức xúc. Đã trải qua hơn 30 ngày rồi, từ cái ngày xét phiên tòa sơ thẩm là ngày 21 tháng 7, đến hôm nay đã là hơn 30 ngày rồi nhưng mà chưa có thông tin nào mới. Mình cảm thấy rất là lạ, trong mỗi video mình vẫn nhắc rồi là tại sao bên gia đình chị Hạnh không có lên tiếng một cái video nào, không lên tiếng đính chính một cái thông tin nào, mà vẫn chỉ có thể nói rằng là hiện tại vẫn im lìm ha, để gọi là chờ cơ quan chức năng điều tra. Và luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có thông báo rồi ha, là đã có cái phỏng vấn ha, có cái phóng sự trên phóng sự 24 giờ trên VTV. Đây cũng là một cái dấu hiệu để thúc đẩy cái vụ án này nó được xử lý nghiêm. Và em nói với tất cả mọi người là không thể nào vụ án này chìm vào đâu quý vị ạ, không bao giờ chìm được. Chắc chắn là sẽ xử lý nghiêm minh. Nhưng mà căn bản nhất chúng ta phải nói là vẫn phải đợi cơ quan chức năng quý vị ạ. Không, chúng ta làm gì mà phán quyết được, đúng không? Hiện nay thì những cái thông tin chúng ta cập nhật được thì nó chỉ là một phần nào đó thôi, không thể nào biết chính xác 100%. Nhưng mà chắc chắn gia đình của Trang với Thái đều là chạy trò tất cả mọi thứ, họ sẽ kiện nhau. Cái nguồn tin sáng nay thì gia đình con Trang đang là kiện gia đình thằng Thái, là tại sao mà bên đó bao che che giấu mà lại không bị xử lý, mà tại sao mà đã có bằng chứng rồi Thái không được thay đổi tội danh. Chả nhẽ bên con Trang đang nghi ngờ là bên thằng Thái chạy tội để đổ hết lỗi cho con Trang, đúng không? Bên họ mẹ làm tòa án mà có tiền như vậy mà vẫn sợ chạy án để đổ lỗi cho con mình, thì bên nào cũng thế ha.
bên gia đình của con Trang ấy thì khai rằng là sẽ khai hết tội thằng Thái ra để thằng Thái phải chịu. Còn bên thằng Thái thì lại nói là phải khai hết con Trang ra để thằng con Trang đi một mình. Bây giờ thì con Trang nó đang bị cái tội là bị động. Bởi vì sao? Cái tội mà giết người thì đã có sẵn rồi thì nó sẽ bị nặng hơn. Còn thằng Thái thì bây giờ vẫn chỉ ở cái mức là hành hạ với che giấu thôi thì nó không bị nặng lắm. Nhưng em nói tất cả mọi người nhé, đây là một vụ án điểm mà khi mà đã trả hồ sơ điều tra thì không thể nào mà thoát được quý vị. Em mong làm sao mà ha, gia đình bố mẹ thằng Thái sẽ bị cái tội là che giấu đồng lõa ha, xử lý hành chính hay là xử lý 1-2 năm án treo cũng được. Thằng Thái là phải chung thân hoặc tử hình, con Trang tử hình chắc. Bởi vì nếu như mà xét về tình về lý thì thằng Thái phải là chịu nặng hơn cơ. Nhưng mà tất cả những cái hồ sơ hiện tại mà chúng ta đang biết được thì thằng Thái nó là cái người mà chủ mưu cơ quý vị. Bởi vì sao? Cái lúc mà thằng Thái trở về đó, Vân An chưa qua đời, đưa đi bệnh viện thì thằng Thái lại bảo là đưa đi bệnh viện để đi tù à, thì đấy là một hành vi mà giết người trắng trợn mà có bằng chứng đâu quý vị. Rồi những cái lời khai đổ lỗi cho nhau, phải không? Lúc đầu thì Thái nó khai là bị té cầu thang, bị sặc sữa, bị này bị kia, rồi ông nội cũng khai là bị sặc sữa. Và đâu là cái người hướng dẫn cái lời khai đó? Thì em nói với tất cả mọi người là phải xử lý. Không thể nào mà có tiền mà che được quý vị đâu, quý vị ạ, đúng không? Không thể nào mà dùng tiền mà che được. Em mong muốn là trong cái vụ án này này là phải xử lý thật nghiêm. Em nói với tất cả mọi người nhé, tất cả những cái nguồn tin hiện nay đang đổ dồn vào gia đình của họ, tất cả những cái nhất cử nhất động của gia đình họ đều bị gọi là giám sát ha. Họ đang muốn đến Vũng Tàu gọi là để gây áp lực, tác động vật lý đến chị Hạnh, rồi là xin chị Hạnh là hãy rút đơn và mong rằng là hãy cho con của họ hãy có một người cha. Và đừng để nó như Vân An, mất đi một người cha sẽ mất đi tình cảm yêu thương. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem đi, ông bà là một người giành giật quyền nuôi cháu nhưng lại không chăm sóc và lo cho cháu, mà lại bỏ mặc bị hành hạ, bị tra tấn đến chết. Thì như vậy có thể nó là một cái tư thù cá nhân rất là nặng nề. Mình phải nói với tất cả quý vị nhé, là gia đình thằng Thái có một cái mối thù nào đó hay không. Nên là có thể nó là để mặc sức cho con bị hành hạ như vậy thì em rất là bức xúc. Nên là em nói với tất cả mọi người rằng là không thể nào mà chấp nhận cho hành vi này được ha. Nên là em sẽ cố gắng cập nhật cái nguồn tin mới nhất để có thể gửi đến cho tất cả quý vị khán giả. Chỉ mong tất cả mọi người ủng hộ thôi. Thì em sẽ cập nhật thông tin. Khi mà không có thông tin gì, em vẫn lên clip. Thế để làm gì? Lên để hâm nóng cái vụ án này để nó không bị chìm. Bởi vì nếu như một ngày em không lên clip nữa thì chắc chắn là sẽ bị chìm rồi quý vị, đúng không? Một người trong số kênh YouTube của bọn em thôi mà không lên clip thì có thể là đã bị bịt miệng đó. Nên là em mong tất cả mọi người rằng là hãy ủng hộ bọn em bằng cách là hãy xem những clip này, bình luận và để lại những lời comment tích cực nhất. Và quý vị nào ở xa hay là những xem những clip của em ấy thì có thể là mua hàng ủng hộ em. Em có bán các sản phẩm như là bò một nắng, bò khô, bò sợi đó. Thì với mức giá 250.000 một hộp thôi thì một hộp em lời được 20.000 ha. Lời đúng chưa, là lời mỗi tình cảm thôi. Một hộp lời 20.000 thì đủ tiền uống nước, đi trên đường, cập nhật thông tin thôi. Nhưng mà rất nhiều quý vị khán giả cũng ủng hộ em, đấy là một cái niềm vui, là một cái tình cảm mà em không biết đáp lại làm sao cả, chỉ biết gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ em thôi. Chắc là video này thì em xin phép dừng ở đây quý vị nhé. Đây hiện tại em vẫn đang quay ở một nơi rất là quen thuộc ở quảng trường như thế này ha, một nơi trống trải và hoang vắng để có thể cập nhật thông tin mới nhất cho tất cả mọi người. Hy vọng là được mọi người ủng hộ em nhiều hơn nữa quý vị nhé. Rồi video này em sẽ dừng ở đây, chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.